Hai ngôi nhà nhân ái trị giá hơn 200 triệu đồng được xây tặng cho bà Nguyễn Thị Huy, thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc và ông Trần Đình Y ở thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên. Bà Nguyễn Thị Huy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, một mình bà nuôi 5 người con. Các con của bà dù thương mẹ vất vả hôm sớm nhưng cũng đành bất lực vì cuộc sống mưu sinh thiếu trước hụt sau. Còn ông Trần Đình Y thường xuyên bị đau ốm, hiện đang sinh sống ở lá tạm trên mảnh vườn cha ông để lại. Sau khi chương trình vòng tay nhân ái HTTV phát sóng, hoàn cảnh của bà Huy và ông Y đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Trong đó, Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại Nhật Bản hỗ trợ 118 triệu 500 ngàn đồng, công ty đào tạo cung ứng nguồn nhân lực Hà Tĩnh 10 triệu đồng và thông qua số tài khoản của chương trình vòng tay nhân ái, các khán thính giả đã hỗ trợ hơn 70 triệu đồng để xây dựng nhà nhân ái cho hai hoàn cảnh nói trên.